AI chưa hiện hình ấy. Đúng không? Sao hôm nay cô giáo đã cho đề cương không? Em vẫn không có đề cương. Cô chưa cho đề cương. Cô mấy cô phụ mới cho rồi. Con đang làm sấp mặt ra. Con chưa xong rồi. Vậy làm bài cho cô thật cẩn thận vào nhá, vì là cái đống đề này nó hiếm lắm, ít đề nó gần lắm, nên bạn phải làm thật cẩn thận không là phí đề, hiểu chưa? Vâng. Đấy, làm câu 1, 2 xem nào. Ơ, sao có một hai thế? Đề mà dễ thì đề nghị là dễ mà vẫn sai. Vừa bảo dễ xong. Đang rồi, ok. Làm cẩn thận vào, không có kệ gì hết, xóa đi làm lại. Làm rất Rồi. cẩn thận vào. Cô đã bảo rồi, tìm những đề mà kiểu nó sát với cả chương trình học nó khó. Thì bạn phải làm cẩn thận vào để cho nó không, nó phí lắm. Phí gì ạ? Phí đề chứ sao nữa. Phí đề. Thế bây giờ đề nó đã hiếm, đề để ôn nó hiếm mà cứ làm một cách ẩu đả đi thì không phí à? Còn thấy bình thường. Con thì sao mà hiểu được? Con có phải đi tìm đề đâu mà con biết. Được ạ. Ok, nhớ kỹ nhá, đừng có để ai vua đấy nhá. Được chưa? Vâng. Ai vua thì chỉ có gì trong câu điều kiện thôi, mà câu điều kiện bạn chưa học. Nên bây giờ cứ I was đi. How far? Được rồi. Tiếp. Bạn muốn ăn gì cho bữa tối nhá, cho bữa tối. Không, cho phải là gì? For. Wrong. Nhớ kỹ cho cô nhé, ví dụ bạn ăn gì cho bữa tối hay ăn gì cho bữa sáng, bữa trưa thì là dùng từ for, nhớ chưa? Đấy. Vâng. Tiếp này. In touch cái gì nhỉ? Giữ liên lạc là từ gì? Giữ liên lạc. Giữ liên lạc. Chứ giữ đâu? Ừ, thứ giữ liên lạc là keep à? Đúng rồi, keep. Bạn có thể ghi cho cô mẫu câu đấy vào. Keep in touch nghĩa là giữ liên lạc. Cô nhìn thấy in touch thì là keep, để cho là giữ liên lạc. Thử chấm điểm đi. Thế nãy giờ, nhưng mà câu 3 cô làm hộ đấy còn gì, sao mà chấm được. Bây giờ bắt đầu coi như bỏ từ câu 5 sẽ chấm nhá. Tính từ câu 5 được chưa? Vâng. Rồi. Hôm nay có thể mình sẽ nghỉ sớm mấy phút vì cô có việc ý, xong hôm sau mình học bù vào mấy phút cuối, có thể bị sự nghỉ sớm 5 phút đấy. Xong hôm sau Ok được. cũng được sau. Nên là bạn cố gắng làm, tuy là không cần nhanh quá nhưng mà khẩn trương một tí. Được Trường vâng.
Đồng là chỉ có mắt thôi. Có nhớ từ muse là gì không? Bữa ăn nhá. Từ này nghĩa là bữa ăn. Thịt. Con tưởng thịt cơ, nó tưởng thịt. Thịt là meat cơ mà. Thịt là meat với cả meat làm gì có s ở cuối. Meat là không đếm được mà. Đây là các bữa ăn, được chưa? Nhìn kỹ vào nhá, đi khi thi cẩn thận, cả có từ meal là từ bữa ăn đấy mà lại nhầm sang từ meat. Đĩa ăn Wash your hands là gì? là rửa tay trước Đấy, khi đáp ăn, án nào đấy? không biết trước là after hay before After là sau nhá, xong luôn, mất một điểm. after. Nhớ kỹ nhá. Before là trước, after là sau. Nhớ kỹ nhá, đừng có để nhầm hai cái đấy. Được chưa? Có thể ghi vào nếu cần thiết. Before là trước, after là sau. Đáp án này phải là before được chưa? Rửa tay trước khi ăn được chưa? Ok. Đừng Thế có để sai. Cái này là như kiểu đề của lớp 6 rồi đấy. Có những câu như kiểu của lớp 6, lớp 5 rồi đấy. Đây là cái, đây là đề mà mang tính gọi là cơ bản, dễ dàng. Cô một khó đấy. Cứ làm đi. Rồi thì câu 8. Vâng, cô để im, mắt con đang thì bác Hồ. Để im. Đúng không? Cứ làm cả câu 8 xem nào rồi chữa một thể. Được. Được ạ. Câu 7 này, what's the matter with her? Đúng rồi, what's the matter with her nghĩa là có chuyện gì với cô ấy được chưa? Nhớ kỹ mẫu. Vâng. Câu 2 này, tôi 37 cân, tôi nặng 37 cân thì phải hỏi là bạn nặng bao nhiêu chứ? Nặng là heavy. Được chưa? Sai thêm câu nữa. Nhớ. Heavy mà nó Ừ, heavy là nặng, được chưa? nặng đó bố. Là điêu, ai thèm điêu. Con cứ không thuộc từ, cái từ này học từ hồi lớp 6 rồi ấy, học lâu lắm rồi, từ cái mấy cái bài về nặng hơn nhẹ hơn, bài về câu so sánh ấy, học đi học lại rồi, bây giờ lại quên sao lại bảo điêu. Thôi sao? Bây giờ làm bài này nối cột A với cột B. Câu Không. A với câu trả lời cột B bài này thì quá là dễ rồi. Đây là 1, 2, 3, 4, 5 nhá. À 1, 2, 3, 4 này. Còn bên này là A, B, C, D này. Thế thì xem câu 1 với A hay B, C, D.
Vocation là gì hả cô? Vacation là kỳ nghỉ nhá. Từ này nó cần thiết lắm rồi đấy. Hay xuất hiện lắm rồi, vacation là kỳ nghỉ chưa? Vâng. Sao? What will you do on your next vacation này? Tôi sẽ đi thăm Hạ Long Bay này. How much does this cost? 10.000 đồng, 10.000 này. Bây giờ sẽ là bài tiếp theo, là bài yêu cầu bạn phải đánh đánh chữ này. Thế là Ok. hãy chuyển các từ này sang quá khứ. Quá khứ đơn được chưa? Chuyển sang quá khứ đơn. Đấy, đánh ra đi. Có tổng cộng 8 từ ở đây nhá. Chuyển sang quá khứ đơn đấy. Vui nhỉ. Hai từ cuối con đã học của cô đã được viết qua quá khứ phần nào rồi. Học hết rồi. Không, cái từ nếu học rồi chắc chỉ cái từ cuối đó, chứ từ gần cuối kia nó đã học học đâu. Nếu chưa học thì có nghĩa là nó là động từ có quy tắc, hiểu chưa? Cuối con cũng học rồi. Leave, rời đi là quá khứ là gì? Cô còn cho ghi vào quyển vở từ hồi mà mới học ở Pantado ấy. Ghi đi ghi lại mấy lần bây giờ bà không biết. Có khi quyển đấy con còn quăng đi đâu rồi ấy. Mà khi qua lâu rồi cô ơi. Ai bảo không chịu học? Bây giờ chữa đây. Cái này nhá, quá khứ talk là động từ có quy tắc. Chứ lấy đâu ra cái này? Vẫn theo ED bình thường. Cái thứ hai, cái từ này viết sai chính tả. O, U, G, H, T mà. Lấy đâu ra O, U xong T, G, H. Lúc nào cũng phải là G, T, nhớ chưa? Wow. Còn leave phải là quá khứ là left. Sai đến 3 cái trường. Làm ơn nhìn toàn đây là toàn rent này, nghĩa là thuê nhá. Được chưa? Thuê như kiểu thuê nhà ấy. Thuê nhà, rent house. Đấy. Bạn làm ơn bạn nhìn những từ này đi, và bạn nhất là những từ bot này này, rồi top này, rồi left là hạ, là ba cái từ mà nó xuất hiện quá nhiều rồi mà vẫn ghi sai. Ôi. Nhất là từ bot. Bây giờ sẽ là bài chia động từ. Cái bài này làm quá nhiều rồi nhá. Ôi trời ơi, chia động từ.
khứ là gì nhỉ? Cô, con không kéo được cái dòng tép xuống này, con xem chữ rồi. Cái gì nữa? Thì còn chữ gì? Là sao? Kéo cái dòng chữ ấy. Chữ nào? Thôi, không kéo được rồi. Không cần đâu, làm đi. Làm gì còn chữ gì nữa? Đây đầy đủ rồi đấy, đầy đủ bài này rồi. Biết là đầy đủ rồi nhưng con không. Thôi. À thôi chết. Câu này nó phải là S đi chứ, dạng này có S đi. Ý con là thêm dấu 3 chấm á? Không phải là thêm dấu 3 chấm mà là con không kéo được. Không kéo được thì kệ con, cứ làm đi. Nó hơi bị lệch dạ không sao đâu mà.
rồi cô. Câu 1 này helps, đúng rồi. Câu 2 quá khứ của take, làm quá nhiều vẫn quên. Took. Mà câu này vẫn cả câu vẫn phải đang ở gì? Ở quá khứ chứ. Nghĩa là Con mẹ. biết là cô. Cái gì cơ? Cô bắt rồi mà. Nó bất những có từ there ở đây này, ở đó. Ở đó chính là ở đâu? Ở cái công viên đấy được chưa? Thế cái công viên đấy đã đi đến chưa? Đi đến rồi thì phải xảy ra rồi chứ. Không hiểu à? Chúng tôi đã không mua gì ở đó. Có bất cũng không. Bất, cô bảo nhá. Kể cả khi có bất, đúng không? Bất thì có thể có trường hợp hai câu hai thì khác nhau, nhưng cũng có trường hợp hai câu hai thì vẫn giống nhau, do ý nghĩa của câu đấy phải dịch ra để hiểu. Được chưa? Chứ không phải cứ bất là phải khác nhau đâu. Hoàn toàn có thể giống nhau về thì được. Kể chính là phải dịch ra. Watch. Câu này nhá, sau need phải là to verb, nhớ chưa? Sau need là to verb này. Với cả đây còn từ not play, thế thì từ not đâu, does not chứ. Hai linh tinh bài. Thế đây bạn sai tổng cộng. Sai một câu này, câu hai này. Sai hai câu rưỡi, được chưa? Đây mời bạn làm bài này. Trả lời câu hỏi. Trả lời câu hỏi. Trời ơi, trả lời Bài cô này. cảnh đi. Bài này nó rất là ngắn. Ngắn á. Có nghĩa là cách trả lời của nó rất là ngắn thôi. Nó là ngắn hơn thường nhiều bài rất dài. Bài này là thuộc dạng ngắn. Đi thi là khó như này, đây đây là dạng bài dễ đấy. Đi thi đảm bảo 100% là khó hơn nhiều. Không đi chuyện lại dễ hơn. Ui, năm ngoái mấy anh chị lớp 7 thi phú đề phú thượng dễ cực Nhưng mà có dễ cỡ nào đi chăng nữa thì nó vẫn là phải là sát với chương trình học. cua. Thật, anh chị được giao cái bài không phải bài đi đâu, cái bài nào dễ cực. Đọc phát là tìm thấy ý luôn. Hôm nay cô tiếng Anh vừa cho làm xong. Làm đứa nào cũng được 7, 8. Xong có đứa còn 10. Dạ. Con được mấy? Con 7, 5. 7. 7 vẫn chưa. Dễ mà được 7 nghĩa là vẫn chưa phải là được đâu. Với cả đấy là bài dễ thôi, gặp phải bài khó biết đâu 5, 6. Nên là mình vẫn làm cẩn thận vào. Nào làm bài này đi, làm cẩn thận vào. Gạt chân nữa cô nhá. Con gạch thế nào thì gạch, nhưng mà con phải gạch cho nó chuẩn đúng. Gạch thừa, gạch thiếu cô cũng trừ điểm đấy. Wow. Gạch thì phải gạch rất là chính xác vào.
chưa? Chưa xong đúng không? Có bốn. Máy đấy, có bốn không viết được, không gạch chân được đâu. Wow. Rồi, câu 1 đúng rồi này. What did he do after breakfast at home? He helped his mom clean the table. Được rồi. Who did he have lunch with? Grandparents, đúng rồi. No, he didn't. Đúng rồi. Nhưng mà nhớ cho cô này. Nếu như mà sau này con làm bài mà người ta còn yêu cầu đánh máy, có nghĩa là không, nếu như ngoài cái phạm bài về trắc nghiệm ra, có bài tự luận nhá, tìm được thông tin khi mà viết xuống dưới nhá, phải viết cho cẩn thận, đừng bao giờ để sai chính tả, nhớ chưa? Sai chính tả thì gạch luôn đấy. Cô, có mấy trường xứng vãi nó không bị tô. Trường con bị tô đen xì cho mày nó không nhận. Nhưng mà trường con lại có một cái điểm sướng hơn trường khác, là trường khác nó làm bài viết cơ. Con nghĩ xem con vừa làm bài viết có bằng được các bạn ấy không. Làm bài khoanh còn dễ, khoanh bừa còn được, chứ làm bài viết làm sao mà viết bừa được. Là khoanh bừa Thế vẫn bừa. còn, làm khoanh bừa nhá, vẫn còn cơ đúng, đúng không? Còn viết mà bừa thì không, thì thường hầu như bằng. Viết bừa tôi sai. Nào bây giờ mời bạn viết, điền từ vào chỗ trống được chưa? Yeah. Bài này nó nói về cái phần về răng lợi các thứ ấy. Thì cái này thực ra có liên quan đến từ học kỳ 1. Đấy, nhưng thôi mình cứ làm đi. Biết đâu lại có, biết đâu khi đi thi nó lại đưa cả của cả học kỳ 1 vào đúng không? Bao giờ đâu con nghĩ đấy. Nhưng mà không sao đâu, cứ làm đi, bởi vì là kể cả không của có học kỳ 1 thì nó vẫn có những từ gì đi đi lại lại, nó cũng xuất hiện một vài cái từ đấy, coi như ôn lại luôn. Câu nào dễ nhất thì làm trước, được chưa? Làm bài này phải làm những câu dễ trước. Những câu chắc chắn trước thì làm trước. Rồi ạ. Rồi. Why were you absent? Cái từ absent này nghĩa là vắng mặt, được chưa? Hôm qua tại sao cậu vắng mặt? Là sao cậu nghỉ học ấy? Tớ bị một cái chút chút thế, là bị gì đấy? Toothache là bị đau răng. Đúng rồi. Did you go to the dentist? Dentist là gì? Dentist là Đi đâu? Dentist đi gặp nhà sĩ. Rồi. Tiếp này. I had a small cavity, ở đây là bị có một cái lỗ ở răng ấy, như kiểu bị sâu răng ấy, được chưa?
Thì ông nhà bác sĩ đã gì đây, lấp lấp đầy cái lỗ ở răng, được chưa? Nghĩa là đi hàn răng ấy. Đi hàm răng đầy xong nó sao bị vỡ rồi, hàm răng uổng quá. Thay ở kiểu gì, hàm răng xong con cứ liếm vào đấy, nó cứ vỡ 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 hết ra. Lúc nào bài được. Bây giờ sẽ làm cho cô nốt bài này nhá, cũng điền vào chỗ trống, được chưa? Vâng. Về nhà thì cô sẽ cố gắng, cô sẽ lọc hết tất cả những cái câu mà nó sẽ bị sát với cả unit 678 các câu trắc nghiệm ý. Đấy thì về nhà bà chỉ việc làm bài trắc nghiệm thôi. Đấy, cố gắng làm cho nó thật cẩn thận vì là cô sẽ cố gắng lọc ra những câu mà nó sát đề để cho nó sẽ sát chương trình học của bạn nhất. Ok. Vào làm xong thì sẽ chấm nhá. Đấy. Vâng. Dạo này có nhiều đề cương của bếp nhìn. Cô sẽ cố gắng chỉ đưa ra khoảng tầm 20 câu trắc nghiệm thôi, là 20 câu trắc nghiệm cũng nhanh mà. Thế cũng được không? Và cố gắng làm cẩn thận và để được điểm. Là nhanh lên hộ cái nhá, bởi vì mấy phút nữa cô phải đi. Con đang không biết tu để ở đâu, để im cô đứng nhá. À đây, đây tu đây, tu đây. Đấy. Cái ít rồi, đúng không? Đẹp mà bông. Đẹp như thế. Bây giờ tìm cái từ y giờ đứng ở đâu? Câu mấy? Y giờ con đang nghĩ định cho vào cái câu 3 cơ. À đâu. Y giờ đi, y giờ. Y giờ con đang định cho vào câu 3 rồi. Hai rồi, y giờ phải đứng ở cuối câu giống từ À tu. bây giờ. Đây là câu mấy? Phải là câu 5. Câu 5 là y giờ được chưa? Còn câu 3 mình sẽ chọn là nó lại đứng trước câu, đứng đầu câu thì lại là chọn gì? Tôi không thích ăn thịt này, tôi cũng, cô ấy cũng không thích ăn thịt. Ni giờ đứng ở đây nhá. Vâng. Tiếp. Thì sâu là gì đấy? Sâu. Lan thích ăn rau, sâu, sâu đu ai, tôi cũng vậy, được chưa? Sâu. Tiếp còn cái từ cuối cùng thì chỉ là aquarium, là đi đến viện hải dương. Vâng. Viện Hải Dương không? Ừ. Là nơi có mấy rồi Lần nhất. đầu đi. Về nhà thì mình sẽ làm cho cô mấy cái đề, nó sẽ chắc chắn là khó hơn cái này. Cái này chỉ là mấy cái cơ bản để ôn lại qua qua thôi. Đấy, ôn lại một tí thôi. Còn về nhà nhé, bạn làm thật cẩn thận bài của cô giao về nhà để chờ để cô chấm điểm. Ok, thank you. Vâng. Next time, bye bye. Bye bye.